cuối năm cưới không thì sao đầu năm mà, chứ không phải lên đây gọi là tìm bạn để chơi cho vui. Nè cái này hay nè. Dạ, nè chấp nhận. Thì thôi mình bán chuông được rồi đúng không? Thôi phóng kỹ rồi, còn phút kia thì nói sao luôn với ông. Thôi phóng chứ làm gì đâu như vậy. Em tên là Hoàng Trinh chị. Hoàng Trinh. Vậy Trinh quen lắm phải không? Dạ có, em vừa tham gia thi và có thực tài chị. À đúng rồi, gặp lại dạ. Người quen ngày kia chị thấy ngờ ngợ rồi. Nghe người quen sao tôi nôn quá. Người quen, người quen. À, người quen không biết bên đây có quen hay không. Xin mời bạn nam xuất hiện. Chào người Linh. Quen. Chào người Linh, chào chị Cát Tường. Em tên là Lý Văn Kim, năm nay 31 tuổi. Lý Nha Kỳ. Lý Văn Kim, dạ. Có quen không? Quen, quen. Trời ơi, quen lắm, mới quen. Trời ơi. Bạn làm nghề gì? Dạ, em làm bên ngành quảng cáo. Quảng cáo về vấn đề gì? À, quảng cáo bút cắt là sản phẩm trên truyền hình anh người Linh. Bây giờ bạn có 30 giây để quảng cáo về bạn, 30 giây, bắt đầu. Một là em vui vẻ, dễ hòa đồng. Hai là chịu khó trong công việc. Ba là biết nấu ăn và dễ thương. Chi tiết biết nấu ăn này hấp dẫn lắm nha. Dạ, cảm ơn chị. À, Trinh vừa mới tham gia chương trình Bạn Có Thực Tài đúng không? Hai tay không, vẽ 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 đúng không? À, cô giáo đúng không? Đúng rồi anh. Nhưng mà khán giả của bạn muốn hẹn hò thì chưa có biết rõ về Trinh lắm. Bây giờ em dạ. Có thể giới thiệu lại cái công việc của mình. Hiện nay là Trinh đang làm công việc gì? Dạ, à, hiện nay thì em là giáo viên của trường Việt Úc. À. Dạ, năm nay thì em 27 tuổi. 27 tuổi. Dạ. Mình dạy cấp mấy Trinh? Dạ em dạy tiểu học ạ. Mình dạy đó được bao lâu rồi? 2 năm. Còn công lập thì cũng dạy được 2 năm rồi. À. Dạ. À, Trinh có thể giới thiệu một chút xíu về bản thân mình, những ưu điểm của Trinh là gì? Thôi để nói luôn cho cô giáo rất là dễ thương, hiền lành ha. À, dạy ở trường quốc tế. À, vẽ 10 ngón tay ra 10 con giun. Bậy bạ không mà, chưa gì mà dìm hàng người ta không được không nha. Đâu vẽ đẹp lắm. Dung cũng nhiều lúc cũng có những cái dung có lợi chứ anh. Đúng rồi. Dạ. Anh biết mà, em làm quảng cáo lâu dạ. Chưa? Làm được 7 năm mà. Đi làm quảng cáo gặp rất nhiều người đẹp. Dạ. Có khi quay phim chung người đẹp, có quay phim chung nghệ sĩ thì sao không tìm được người đẹp? Hình như là thiếu duyên của ông mày bà nói. Em thích người yêu của em nằm ở lĩnh vực nào? Cái đó không quan trọng anh, chủ yếu là hai người hòa hợp với nhau là được. Hòa hợp về vấn đề gì? Biết giao tiếp, cô giao tiếp vui vẻ. Hai là dễ hòa đồng với mọi người. Hy vọng là cô giáo sẽ có vấn đề đó. Có sao không có? Chuyện đó bình thường đó. Không, nhiều lúc cô giáo chỉ giao tiếp được với học sinh trong rồi như là không giao tiếp được. Không không cái đẹp. Chưa gì mà hai em bên đó gì mà hàng bên này hoài nha. Cô giáo là giao tiếp được rất là nhiều đối tượng luôn. Sơ sơ bên đây là chàng trai có hai yêu cầu nhỏ nhỏ thôi đó. Rồi bây giờ tới bên đây được chưa? Trên ngoài cái công việc là làm giáo viên dạy tiểu học, bạn còn cái sở trường nào nữa không? Sở thích là vẽ, hát, múa, rồi thích nấu ăn. Nấu ăn nữa. Bạn bên này nè, biết nấu ăn, em lại càng thích chị. Nếu mà chồng tương lai của em mà biết nấu ăn thì sẽ phụ em mà. Trước khi mà bạn làm quảng cáo là làm nghề gì? Lúc trước là em học hết cấp 3. Cái lên Sài Gòn này đi ôn thi đại học. Ôn thi xong cái đi với cô ở nhà cũng buôn bán quán ăn. Cho nên làm riết mê cái bỏ học luôn. Bán quán gì? Hủ tiếu, mì, xíu mại, ha cạo bánh bao rồi đó. Em nấu hết hả? Lúc đầu mới nấu, sau này em học được, em tự nấu được hết. Còn khách không? Có chứ anh. Ủa mà bây giờ còn bán không? Khách đông không? Dạ đông, ai ăn cũng khen mà. À, anh ngại, dạ. Anh sợ là nấu lúc đó khách nó hơi yếu. Có, bảo đảm. Đối tượng của bạn cao nhiêu, thấp nhiêu, mập sao? Cao, ốp, mập, cái đó là không quan trọng. Quan trọng là cùng nhau biến nhìn về tương lai phía trước. À, bây giờ đầy đủ kinh tế cưới vợ chưa? Có. Có gì rồi? Có quán hủ tiếu rồi phải không? Không, không, bây giờ đã là quảng cáo rồi. Tiêu chí tìm bạn trai thế nào? Ngoại hình thế sao? Giống ai? Từ khi mà em tham gia chương trình Bạn Có Thực Tài á, em nói chuyện với anh Quyền Linh á, là em thích mẫu người giống anh Quyền Linh đó chị. Lúc mà em đứng trên sân khấu em rất là run, nhưng mà khi mà nói chuyện với anh á, em cảm thấy giống như người anh của mình vậy chị. Dạ. À, cái điều gì mà bạn sẽ không thích bạn trai của mình? Anh ăn mặc quá bóng bẩy, có nghĩa là quá trâu chuốt, đi đâu cũng ăn mặc rất là đẹp rồi nước hoa. Ủa tại sao vậy? Bạn làm nghệ thuật, bạn thích hội họa, thích vẽ, bạn thích cái đẹp, đáng lẽ là cái điều đó là tốt chứ, tại sao lại không thích? Nhiều khi nó quá trâu chuốt, em cảm thấy nó không có thật chị. Đôi lúc ảnh mặc bình thường thôi thì mình thấy như vậy nó chân chất hơn chị. Giống anh Quyền Linh đó chị. Ủa cái gì Quyền Linh hoài vậy? Ngoài anh Quyền Linh ra bạn có thần tượng người nào khác không? Tôi không thích anh Quyền Linh. Em thích Viren đó chị. Và lại em gặp một người con trai rung động với em là cái nụ cười của anh á, nó phải chân thật như chị chứ không phải nụ cười công nghiệp chị. Nụ cười công nghiệp là cười sao? Là cười cho có chị, có nghĩa là giống như quay hình là phải cười vậy đó chị. Ủa vậy em thấy anh giống cười công nghiệp không?
Dạ không, anh Việt Linh thì khác. Anh cái nụ cười của anh nó cảm giác thân thiện lắm chị. Em thấy chị cười có thân thiện không? Được cái vụ này được nha. Biren cười giùm anh, có cái Biren cười. Cười hết ga coi. Cười hết ga là cười công nghiệp mà anh. Thôi vậy được rồi. Bây giờ để anh qua anh coi coi cô gái này thì thế nào. Ủa mà anh biết rồi coi làm gì, nhưng cũng phải coi lại. Coi lại cho kỹ anh ơi. Coi lại anh. Dạ. Chào em. Dạ. Nhớ không, ấn tượng không? Nhớ, anh nhớ cái vẽ đó. Đưa 10 cái ngón tay lên vẽ đó. Anh Lê Hoàng anh nói vẽ tranh này trừu tượng nhìn cũng được mà hơi khó hiểu. Vẽ cả thế giới. À, thế giới đấy. Đúng rồi, muốn vẽ cả thế giới. Dạ. Bên đây anh này dễ thương lắm. Con gái là mặc áo cũng hơi bóng bóng chút thôi. Gì vậy? Thế áo bóng. Áo này áo vậy gì mà bóng dữ vậy ta? Trước khi thì coi mặt cho Trinh, thì muốn hỏi là bạn thích cái điểm nào ở trên gương mặt của người bạn trai nữa không? Có đôi mắt bồ câu thì càng tốt. Mắt này bồ câu. Bồ câu là mắt sao? Dạ mắt hai mí đó chị. Mắt bồ lúa. Mà thông báo em bên đây đẹp hơn anh. Mà mắt giống Biren. Tôi coi có bi gì. Cái này bồ câu quá. Dạ. Bên đây là mắt hí, bảo đảm. Mắt này có duyên là mắt đẹp, mắt Hàn Quốc mà. Dạ. Ê, nhưng mà cũng dễ thương nha. Không dễ thương. Cười coi. Dạ. Mặt này có duyên. Nãy đang cười mà chị. Cười công nghiệp hay là cười... Mặc áo hay không biết cười công nghiệp. Đâu đâu đứng lên coi thử. Quay vòng coi có bóng gì không? Không, bảo đảm. Bảo đảm thôi. Dạ. Ủa vậy mà sao ế ta? Không phải ế mà tình chưa có. Hy vọng bữa nay có ha. Dạ. Đẹp trai lắm đó. Dạ. Bây giờ trước khi anh kéo màn lên anh hỏi em nè, thí dụ giờ xem được thì khoảng chừng nào làm đám cưới? Cuối năm hoặc là sang đầu năm. Cuối năm đúng không? Dạ. Mừng luôn. Dạ. Rồi nếu được là cuối năm nha. Cưới luôn cho em mừng luôn. À quên. Sao? Bây giờ bên đó hiểu kiểu cưới liền vậy là dạ. Em đồng ý, em sẵn sàng chưa? Sẵn sàng cái chị? Sẵn sàng luôn phải không? Trời ơi. Kéo màn lên. Từ từ bình tĩnh nha. Hai phút thôi em. Dạ. Hai phút cố gắng nha. Dạ. Chị thấy mối này là được lắm á. Trai à có duyên à. Ha. Này cạo đầu nó đẹp hơn nữa. Dạo này chị với anh Linh là mát tay lắm á. Coi như là chương trình bạn muốn hẹn hò quá trời người lấy nhau luôn rồi chúng đó. Chúng ta sẽ có 2 phút để nhìn nhau và trò chuyện với nhau 2 phút bắt đầu. Bắt chào anh. Nghe nói là cô giáo là nghe nói chuyện là có duyên rồi đó. Dễ thương rồi đó. Hồi nãy em cũng nghe anh nói là anh biết nấu ăn phải không? Rồi vui tính nữa. Em lại thích hai điều đó. Nấu ngon rồi, nấu mì tôm ngon. Không, nấu ăn là hoàng anh. Nếu mà anh nấu ăn ngon, ví dụ như về chung nhà thì mình phụ nhau hoặc là chia nhau ra ngày nấu ăn được không anh? Được chứ em. Dạ vậy thì được đó. Ví dụ em nấu anh thì anh quét nhà lau nhà cũng được, vậy đâu cần phải chia nhau ngày. Dạ vậy được anh. Có nói nha. Có, bảo đảm. Chắc không có lau nhà hơn. Chắc, cho ghi hình trực tiếp luôn. Đối với anh, em thích một người con trai khi mà quen á, xác định cho nó rõ ràng á, là quen xác định là tiến tới. Nhưng mà quen mà anh thấy phù hợp, anh có tiến tới không? Có, hồi nãy em mới nói mà, được cuối năm cưới không thì sang đầu năm mà. Chứ không phải lên đây gọi là tìm bạn để chơi cho vui. Dạ. Cái này hay nè. Dạ, đây chấp nhận. Chỉ thôi mình bấm chuông được rồi đúng không? Hai phút đủ rồi, còn phút kia để nói sao? Ngon dữ vậy ông? Từ từ bấm chứ làm gì ngon như vậy? Dạ, hẹn hò nè, nếu bây giờ chứ hỏi đang người lên gì quá trời. Bây giờ nếu mà nhấn nút thì mình sẽ hẹn hò bạn gái mình đi chơi đâu, đi làm sao? Rồi lấy nhau về mình ở đâu? Dạ. Kế hoạch con cái, đó, còn phút nữa lẹ lên. Lấy nhau về ở nhà nó lâu đi. Mình thấy là mình hợp lắm. Thấy dạ. Đang đâu hợp, chứ không hợp. Không, chị hợp là nói chuyện lúc nào cũng cười, cũng vui. Cô giáo cũng biết, giao dạ. Tiếp các cô gái thì hay có cái suy nghĩ là lấy nhau về ai giữ tiền. Ai giữ cũng được, thấy không quan trọng. Không phải quyết định trả ngay bây giờ. Quan trọng thì trả lời đi. Ừ. Đây truyền hình trực tiếp đó, trả lời đi. Giữ dành nữa, nói tôi giữ sao? Ai giữ? Không, nếu mà cô giáo biết giữ, biết tiết kiệm thì cô giáo giữ đâu sao đâu. Thiệt không? Thiệt. Anh giữ được không? Không, anh không được. Anh giữ chị. Nếu không thì gọi là chuyện tiền nong thì chia nhau giữ không? Sao cũng được. Dạ. Ông giờ cái gì ông cũng sao cũng được hết trơn. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đến. Bấm không? Bấm. Trời ơi. Ngon dữ lắm. Chuẩn bị để tay vô nút bấm. 3 tiếng đến. 1 2 Bấm. Chưa 3. 3
Cảm giác của em giờ thấy sao Trinh? Em thấy vui à chị. Mình nắm tay nhau một cái coi bạn. Nãy hết hợp lắm mà. Cô giáo vẽ đẹp lắm. Thông báo với em. Vẽ rất đẹp. Nhìn cái tay cô giáo coi, coi tay có đẹp không? Đẹp. Tay vẽ biết đẹp à? Đẹp lắm. Thấy điện gì chạy chưa? Điện này chạy chưa? Chạy rồi. Thay mặt cho chương trình gửi tặng hai bạn một cặp vé đi xem phim. Cảm ơn chị. Hy vọng là chương trình sẽ sớm nhận được tin vui của hai bạn. Rồi chúc hai bạn thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Nó có. Em xem phim cũng nhiều, nghe nhạc cũng nhiều, nhưng mà em biết là cái lãng mạn đó nó chỉ là nghệ thuật thôi. Tiếu ơi, vậy cái hình mẫu lý tưởng bạn gái của em là gì? Có một chút gì đó sống về nội tâm một tí xíu. Em tên là Cao Thị Thanh Tâm, em năm nay 24 tuổi ạ. Dạ, em đang làm công việc là chuyên viên tư vấn của trung tâm ngoại ngữ và em cũng là giáo viên ở đó luôn ạ. Vậy thì em dạy ngôn ngữ nước nào? Trung tâm của em thì có dạy tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Hàn. Nhưng mà em thì em dạy tiếng Việt. Hả? Chà, nó liên quan dữ nè. Tại vì dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Vậy thì nhưng mà dạy ở đâu vậy Tâm? Dạ em đang dạy ở chi nhánh ở Bình Dương ạ. Như vậy có thể hợp lý ha. Bên đây Hiếu, bên kia Tâm. Hiếu Tâm, cái tên cũng rất là dễ thương, cái hậu cũng rất là tốt ha. Có Hiếu, có Tâm là được rồi. Ưu điểm và khuyết điểm của bản thân em là gì? Khá là nhanh nhẹn, vui vẻ, biết văn nghệ một chút ạ. Hát liền tại chỗ, lấy không khí liền nè. I remember tears streaming down your face when I say I'll never let you go. When all those others almost killed my light, I remember you said don't leave me here alone. But all has even gone past tonight. Rồi, Taylor Swift hả em? Đúng không? Bài này của Taylor Swift đúng không? Bạn trai đối đáp liền. Ngày không em không lung linh ánh nắng trên con đường, dòng người lướt qua riêng anh ngẩn ngơ miên man. Và em hỡi có biết tim anh vẫn vương bóng hình đợi mong. Hai bạn có giọng hát cũng khá tốt ha, có thể đôi song ca hoàn hảo trong đám cưới của hai bạn cũng được. Đó, nãy giờ là Tâm mới nói về ưu điểm thôi nha. Còn khuyết điểm sao? Dạ em có nhiều khuyết điểm lắm ạ. Khi mà em làm việc thì em rất là nghiêm túc, nhưng mà ngoài cái lúc làm việc á là em giống như kiểu là cứ lơ tha lơ thơ á. Kiểu là ví dụ em đang rửa chén hay em đang nấu ăn, tự nhiên em lại quay ra em hát, xong rồi vô tình em làm bể đồ. Hát ca bồng bềnh rồi bể đồ rồi, hoặc là khét đồ ăn rồi hả? Dạ. Nhưng mà toàn bể đồ của trung tâm thôi, không bể đồ của em. Em biết lơ thơ đúng chỗ lắm. Anh ơi. Ơi. Anh có thích ngoại ngữ không anh? Anh cũng thích nếu mà em dạy cho anh. Ok, giờ em dạy cho anh một câu tiếng Thái. Anh nói thêm nhé. Mình chào hỏi nhau trước nha anh. Sawadika. Samanika. Thổm rắc khun khả. Cái gì? Cái từ gì lạ vậy? Anh lên đọc coi, giúp em nó vậy. Anh đọc lớn lên nghe cái từ lạ. Lần thứ hai anh. Mình phải làm chữ thờ anh. Thổm. Hả? Thổm. Thổm. Đánh thỏm hả? Cũng được ạ, cũng được hả? Thổm. Thổm. Rắc. Thổm rắc khun. Thổm rắc khun. Thổm rắc khun. Là gì? Để anh nó nói chứ ạ. Thổm rắc. Nói đi cưng. Thổm rắc khun. Rồi. Nghĩa là gì? Như là I love you trong tiếng Anh đấy ạ. Là anh yêu em hả? Rồi nè, nghe anh đếm nè. Nừng xoắn xảm xì ha hột dẹt bẹt cấu xịp. Đúng không? Cái đó qua tiếng Hoa rồi. Không, tiếng Thái dạ, đó. Tiếng Thái á. Tiếng Thái là nghĩa là đúng gì không em? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trời ơi, ghê vậy anh Linh. Trời ơi, mọi người ơi, anh Linh đếm được từ 1 tới 10 bằng tiếng Thái luôn. Sawadika, sawadika. Ủa đây đi kiếm tình yêu đi học tiếng Thái. Ai lộn quên lạc đề rồi. Trời quay trở lại trời. Quay trở lại rồi. Bên này có khuyết điểm ưu điểm gì nói luôn. Em muốn làm một công việc gì thì hay tận tâm cho công việc và có một cái gọi là trách nhiệm trong đó. Đó khác với bên kia tốt. Dạ. Rồi còn về khuyết điểm của em thì cũng hơi bị nhiều. Ví dụ khi ngủ thì người ta sẽ ngậm miệng lại và ngủ, còn khi ngủ em giống như là em có một cái tiếng ngáy nó hơi to một xíu. Mẹ mới nói là câu sao mày ngủ mày không ngậm lại cái mỏ mày đi mà mày hả lại hả ra chi vậy, biết đâu mà ruồi nó lọt cái đó rồi mày nuốt luôn hả? Nuốt gì bằng đêm ngủ làm gì có ruồi.
nhiều khi nó ngái miệng bự quá có con chuột nó chui vô thôi chứ làm gì cho mình dù vậy đó, như cái thế nó cũng không có gì phải quá đáng lắm ha. Đàn gái dạ. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Nó hơi ngại. Em chưa có hẹn hò ai ạ. Chưa luôn? Chưa hứa yêu dạ. Lần nào. Biết ra làm sao. Thì đó. Biết chăng tình yêu như thế nào. Dạ. Nhưng mà lý do tại sao em đăng ký tham gia chương trình? Dạ, tại vì là em thấy là có một chị là chị ấy mới kết hôn xong à, em thấy chị ấy là vui vẻ và yêu đời. Thế là em cũng nghĩ là chắc là nó cũng có cái gì đó hay hay. Có tình yêu người ta sẽ vui vẻ, có hạnh phúc người ta sẽ yêu đời hơn. Dạ. Nếu mà mình không có tình yêu, không có hạnh phúc á, con người trở nên nó khô cằn lắm em không? Tình dạ. Yêu nó là cái gì nó dữ dội lắm á. Dạ. Phải thử hôn nhau một lần đi rồi sẽ biết trời đất quay cuồng vũ trụ sụp đổ. Cảm giác được chưa? Chưa ạ. Chưa đúng không? Một chút xíu nữa mà bấm nút thì hôn nhau để thấy vũ trụ này nó xoay như thế nào. Rồi à, vậy thì còn đường tình duyên bên nhà trai thì sao ta? Tình duyên sao kể cho bà đàn gái nghe đi em. Sâu đậm nhất cũng là mối tình đầu của em, gần 4 năm ạ. Ồ, nhưng mà tại sao chia tay? Dạ, sau khi rồi em tốt nghiệp ra trường thì em đi bộ đội. Em nhớ năm đó là em đi tháng 3 cho tới tháng 11. Thì cuối tuần em phải mượn điện thoại của chỉ huy, em nhắn tin với lại người yêu của em. Thì tin nhắn trả lại làm em cũng hơi bị ngạc nhiên. Anh ơi, giờ em hết thương anh rồi, giờ phải làm sao? Thì lúc đó tự nhiên trong người mình nó buồn rũ rượi luôn. Tối anh em ngủ hết, bắt đầu em đang nằm cái nước mắt hai bên nó trào ra. Em kêu cái gì mà ngộ đời dữ vậy Hiếu, từ xưa tới giờ mày đâu có vậy đâu. Nhưng mà thật sự là lúc đó mình cảm giác nó rất là đau. Đau lòng. Một lần chúng ta thất tình chúng ta mới thấy được cái đỉnh cao của sự đau khổ thế nào. Hãy thất tình một lần để cảm giác tình yêu nó sẽ đẹp như thế nào. Trời, anh xúi gì dại vậy anh Linh? Không thật mà. Qua đó thì người ta gọi là Mạnh mẽ hơn trong tình yêu đúng không? Ừ. Thôi bây giờ mình khép lại cái câu chuyện quá khứ đi. Ừ, một tương lai thật sự tốt đẹp sẽ mở ra. Tâm, dạ. Bây giờ là em mong muốn tìm một cái người yêu lý tưởng cho mình là như thế nào? Em nghĩ là cái sự hấp dẫn ở nhất ở người con trai á là người đó có chính kiến á, phải thực sự kiên nhẫn nữa. Đó là về điều mà em lý tưởng. Dạ. Sao bà chưa yêu ai mà lý tưởng ít quá vậy? Thực ra em có lãng mạn nhưng mà em nghĩ là nếu mà mình cứ nghĩ lãng mạn quá thì mình không có bao giờ tìm được cái người mà thực sự là ngoài đời nó có đâu. Em xem phim cũng nhiều, nghe nhạc cũng nhiều nhưng mà em biết là cái lãng mạn đó nó chỉ là nghệ thuật thôi. Hiếu ơi, vậy cái hình mẫu lý tưởng bạn gái của em là gì? Có một chút gì đó sống về nội tâm một tí xíu. Xung quanh bạn ấy phải có những cái vệ tinh ở xung quanh, có nghĩa là bạn ấy sống để mọi người yêu mến và hòa đồng, hòa nhập với cuộc sống, hòa nhập với xã hội. Nhưng nếu xung quanh bạn ấy nhiều vệ tinh quá em có ghen không? Đúng rồi. Dạ, nếu mà như vậy thì mình phải tự hào về bạn gái mình. Tại bạn gái mình dễ thương, bạn gái mình có nhiều tính tốt thì mới được nhiều người quan tâm. Nhưng em có đủ bản lĩnh để em thi đấu với nhiều vệ tinh không? Dạ, em không có biệt tài hay gì hết, nhưng em sẽ lấy sự chân thật của em ra. Rồi, tốt. Hôm nay Tâm, em đi đến đây với ai? Dạ, em có đi với một bạn đồng nghiệp của em và một bạn thân của em nữa. À, chào bạn đồng nghiệp, chào bạn thân của Tâm. Con chào chú Quỳnh Linh và cô Nam Thư ạ. Chào anh ạ. Dạ, nãy giờ thì em thấy anh nói chuyện rất là chân thành. Và em và chị đồng nghiệp cũng là những vệ tinh xung quanh chị Tâm đây ạ. Chị Tâm thì sống rất là nội tâm ạ. Em muốn nếu mà sau này anh chị có thành đôi thì quan tâm nhiều hơn. Em chuyển lời cho thì em cũng là bạn thân của bạn Tâm. Thì em cảm thấy là nói về tính cách thì hai người cũng khá là hợp nhau. Đến được với nhau thì em cũng rất là mừng. Sau 24 năm thì bạn ấy cũng đã được biết được tình yêu là gì. Em cảm ơn ạ. Rồi. Cảm ơn hai bạn. Hiếu đi với ai Hiếu? Dạ, em đi với gia đình gồm cậu và Dượng và bạn đồng nghiệp và em trai. Rồi, mời đại diện gia đình bằng đàn trai. Kính thưa chương trình, chào MC Quỳnh Linh, MC Nam Thư và tất cả các khán giả trong trường quay. Tôi xin có đôi lời là Hiếu ơi, cậu cũng thấy bạn Tâm cũng được đấy. Mỗi người đều có cái ưu cái khuyết nhưng mà cậu hy vọng hai cháu sẽ cho nhau cơ hội và tiến xa hơn nữa. Rồi, cảm ơn. Dạ, cảm ơn cậu. Bé Tâm ơi, bây giờ ở dưới á, là có cậu nè, chắc đây là Dượng nè, bên này là bạn thân và em trai. Bây giờ em nhìn đi, em đoán ai là em trai của Hiếu bên kia? Em nghĩ là bạn bên này.
là ở ngoài cùng đúng không? Dạ. Em có phải là em trai của Hiếu không? Dạ, em là em trai của anh Hiếu. Đó, thấy chưa, em trai đẹp trai như cực phẩm không? Nào, mở rào. Bắt đầu đi Hiếu. Mình chào bạn gái. Dạ. Bước tới đi. Tới chương trình thì mình có một cái món quà muốn gửi tặng bạn. Mỗi cái món quà thì nó có một ý nghĩa riêng. Mình tặng bạn con gấu. Dạ, trước. Dạ, em cảm ơn anh. Nhà con gấu là ý nghĩa gì em? Ý nghĩa là từ nay nữa là bạn ấy sẽ không còn cô độc nữa. Rồi còn trong hộp quà là cái gì vậy? Một lần em đi chơi ở Đà Lạt thì em mới nghĩ ra mình, nếu mình có bạn gái thì mình phải biết bạn gái thích gì và cần gì. Và Đà Lạt thì là một cái chốn gọi là lạnh lẽo mà cần cái một cái hơi ấm mà cần một sự che chở, thì em có gửi đến bạn một cái nón len. À. Đội lên. Đội luôn, đội luôn. Và cái khăn tròn cổ để giữ ấm. Dạ, cảm ơn ạ. Trời ơi, dễ thương quá. Rồi, còn em tặng gì cho Hiếu? Nói luôn đi cưng. Dạ, em có tặng cho anh một cuốn sách ạ. Em rất quan tâm tới người khác nhưng mà em không có biết cách mà nói sao cho người ta hiểu. Cho nên là em muốn mua cái cuốn sách này, nó rất là tốt cho sức khỏe. Ở đó có rất là nhiều cái hay, cái mà em muốn nói. Nhưng mà nhiều khi nếu như mà em nói em cằn nhằn thì em sợ là anh không vui. Thì lúc em sẽ nói là anh mở trang 35 ra xem đi. Thì thế là được. Rồi, hai bạn mình về chỗ nha. Phụ nữ như vậy thì thông minh đấy. Không cần nói, anh mở trang 35, 39, 21 gì đó, thí dụ vậy. Rất là hay. Rồi, bây bắt giờ... bắt đầu trò chuyện đi các bạn. Cho anh hỏi là khi mà em yêu thương một ai đó thì cái quan điểm tình trong tình yêu em là cái gì? Cái gì quan trọng nhất? Em muốn dành những cái ưu điểm của em để cho cái người mà em thực sự là em yêu thương ạ. Đối với công việc thì em là một người anh nghĩ là cực kỳ có trách nhiệm. Vậy trong cái chuyện mà gọi là xây dựng được cái hạnh phúc, xây dựng được một cái gọi gì đó là trong tình yêu của mình, thì cái trách nhiệm đó em có đặt vô không? Dạ dĩ nhiên là có. Em muốn hỏi anh là nếu như mà bây giờ mà thực sự là mình có tới với nhau á, thì anh có đảm bảo được là những cái người trước á, họ không có ảnh hưởng gì tới cái chuyện hiện tại của mình? Đối với anh thì cái kỷ niệm và cái hồi ức nó chỉ là những thứ đi qua, rồi nó mang lại cho mình những cái ấn tượng đẹp và coi như là một kỷ niệm đẹp trong cuộc sống của mình sau này thôi. Dạ. Còn mình sẽ lấy những cái vấp ngã, những cái va đập kiểu xã hội, va đập trong tình cảm đó, rồi mình cân bằng lại cái bản thân mình. Rồi sau này mình lấy cái khuyết của mình đó, mình bù lại cho cái khoảng sâu của mình nữa. Anh quan niệm như thế nào về chuyện kinh tế ạ? Anh nghĩ là người phụ nữ là người sẽ quán xuyến tốt nhất về chuyện tiền bạc và tiền nong sau này. Tại vì cánh đàn ông nếu mà họ có nhiều tiền, đôi khi họ sẽ tiêu một cách nào đó phung phí. Tại người ta thường nói là đàn ông xây nhà, người phụ nữ thì giữ cái hơi ấm của cái ngôi nhà đó. Nên anh sẽ để tài chính do em quyết định. Cái đó em thấy là cũng tốt ạ. Nhưng mà em thêm một tí nữa thôi. Tức là nếu như mà mình cái chuyện tài chính á, anh nói là đàn ông người ta có thể là tìm cái cách nào đó để phung phí tiền, thì em hy vọng là anh đừng có tìm cái cách nào đó. Đừng có tìm cách. Với lại là em cũng muốn anh có trách nhiệm với cái tiền bạc mà anh kiếm ra. Thì khi mà anh làm cái gì, anh hãy nghĩ là nếu như anh chưa có vợ thì đó vẫn là tiền của anh. Đừng có nên phung phí. Em là một người rất tiết kiệm và em cũng nghĩ là em không có quản nhiều quá đâu, em không có quản việc tài chính quá nhiều đâu. Em nghĩ đó là trách nhiệm của đôi bên. Ban đầu hai đứa nhìn nhau thì em cảm nhận như thế nào về anh? Dạ em có cảm nhận là thật sự anh là một người trông rất là gọi là tuấn tú, nên là em cũng có phần lo sợ ạ. Em lo sợ điều gì? Em thì lo sợ vậy thôi. Em đôi khi em sẵn sàng em giấu cái cảm xúc của mình và em chịu đựng nó một mình đúng không? Dạ. Thì anh nghĩ là sau cái cuộc trò chuyện này nè, anh sẽ là người luôn lắng nghe và chia sẻ cho em cuộc sống sau này. Rồi mình sẵn sàng cho nhau cơ hội. Biết đâu được ngày mai ngày kia nữa, một thời gian sắp tới thì mình sẽ thành một đôi. Dạ. Rồi, hết thời gian.
chúng ta để tay vào nút bấm. Phải rung động thật sự thì hãy bấm, và có trách nhiệm với nút bấm đó. Chuẩn bị 3 2 và 1. Hết thời gian. Hết thời gian. Ồ. Chúc mừng hai bạn. Chúc mừng. Đây quà của em. Nắm tay nhau nào. Hôm nay Hiếu đã bấm nút rồi thì Hiếu phải có trách nhiệm với cái bấm nút đó. Và Hiếu sẽ thực hiện những lời mà Hiếu nói. Hiếu không dám hứa chắc được trước một điều gì, nhưng Hiếu sẽ mang đủ bản lĩnh đàn ông ra để che chở. Hay quá. Dạ em muốn nói là em rất là cảm ơn hôm nay cô chú đã đến cùng với lại anh Hiếu á. Và em cũng cảm thấy là rất là cảm thấy là anh Hiếu như thế này thì chắc là phụ huynh của anh thì cũng rất là tuyệt vời ạ. Em chỉ biết cảm ơn thế thôi ạ. Này, cô gái, cô hãy mở lòng mình ra ha. Và chàng trai cứ ôm chặt cô gái, bảo vệ cô ấy. Thật sự tụi em rất là vời đấy. Anh cảm nhận rằng hai trái tim này có thể hòa chung một nhịp đập. Hãy hôn nụ hôn đầu tiên để chào đón cái tình yêu của hai đứa. Nào, Hiếu. Mình xin phép. Đó. Dễ thương. Em nghĩ là chắc là tóc ngắn, dễ thương nhưng mà mạnh mẽ. Mạnh mẽ. Dạ. Còn bạn tự nhận xét mình là người như thế nào? Có mạnh mẽ không? Đối với em thì lúc cần thì mạnh, lúc không cần thì yếu. Cái này được. Tức là ai nhu mình nhu ai là mạnh, đúng không? Xin mời bạn. Ủa, cái gì vậy? Cái vụ gì đấy? Gì vậy? Gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy em? Em tặng chị hả? Trời ơi, tôi bự vậy mà tôi xách không nổi mà làm cái gọn hơi vậy trời. Là sao vậy em tự giới thiệu chị làm chị sốc quá. Mời em ngồi. Dạ. Sao vụ gì đây? Dạ, cái này sở trường của em. Sở trường của em là khiên bao hả? Không, dạ không phải khiên bao. À là coi như là show sức mạnh đó hả? Dạ. Trời ơi. Dạ. Là bây giờ chị nói cái gì em không vừa ý là coi như là em quay qua em đưa một cái là chị đi luôn á hả? Đó rồi. Hợp quá. Sự xuất hiện bên đó hơi ấn tượng đúng không? Ấn tượng quá anh ơi. Để xem sự xuất hiện bên đây có ấn tượng bạn hay không. Nào xin mời bạn trai. Gì vậy? Chào đón bạn đến với bạn muốn hẹn hò. Chào anh. Bạn tên là gì? Em tên là Minh Thắng. Minh Thắng đang làm gì? Hiện nay em là nhân viên văn phòng của Bắc Sơn. Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay em 24 rồi. Anh Linh ơi, tại vì em hơi sơ xuất một tí là vì bạn nữ bên đây xuất hiện lên sân khấu là quá ấn tượng nên em cũng chưa kịp hỏi tên gì luôn nữa. Bây giờ em mới hỏi nè, bây giờ là em tên gì, bao nhiêu tuổi? Dạ em tên Thanh Thủy. Thanh Thủy. Dạ 22 tuổi. Thủy 22 tuổi, bây giờ em trả lời cho chị biết là chị tò mò quá, tại sao em đến với chương trình cặp đôi hẹn hò em ginh nguyên cái bao gạo lên sân khấu để làm cái gì? Dạ tại em muốn thử sức mạnh với các bạn nam. Trời đất ơi, thử sức mạnh với bạn nam bên kia là thử thì sao? Dạ, tại vì tiêu chuẩn hẹn hò của em thì bạn nam phải khinh tao gạo hơn em mới được. À, bên đó có sức khỏe không anh Linh? Nhìn tướng tá đâu sao anh Linh? Không biết bao gạo nhỏ lớn tôi không biết, nhưng mà nếu nhỏ sách nổi nói chung là nổi. Cái bao gạo lớn hay nhỏ không biết, và các tường không xê dịch nổi. Nhưng mà em ơi, bây giờ chỉ cần là bạn trai là sách nổi bao gạo này là coi như ok luôn, đồng ý luôn đó hả? Dạ, đó là tiêu chuẩn đầu tiên. Dạ, tiêu chuẩn thứ nhì là gì? Nói luôn lượt đi, em gây nhiều cái ấn tượng cho chị quá. Dạ, tiêu chuẩn tiếp theo là phải hợp với ba mẹ của em. Trời đất ơi. Đầu tiên phải nghiên gạo, thứ hai hợp với ba mẹ em. Vậy ba mẹ em sao? Ba mẹ em thích cái gì? Dạ, ba mẹ em thì thích người cao ráo. Cao. Rồi chung là biết cách nói chuyện với người lớn. Lễ phép. Biết cách nói chuyện với người lớn. Dạ. Là nói chuyện người lớn được, còn nói chuyện với nít sao cũng được. Dạ. Nói chuyện với người lớn thì nó dễ hơn rồi. Nói chuyện người lớn mới là quan trọng. Nói chuyện với người lớn nó quan trọng hơn. Đúng rồi. Và cái ấn tượng đầu tiên nó quan trọng. Tiêu chuẩn mình đó hơi cao quá. Tôi hỏi bao gạo nhiêu ký vậy bạn? Nhiêu ký vậy em? 40 ký. 40 ký lên nổi không bạn? Dư hả? Dư hả? Nãy giờ bạn thấy tiêu chuẩn bạn gái bên kia bạn có đủ đáp ứng không? 90% là đáp ứng. 90% luôn. Vậy cái tiêu chuẩn của bạn như thế nào? Có theo tiêu chuẩn của ba mẹ không? Cũng không cần phải theo tiêu chuẩn của ba mẹ. Vậy theo tiêu chuẩn của bạn như thế nào? Chị thứ nhất là vừa mắt em là được rồi. Vừa mắt là sao? Vừa mắt như thế nào mới cụ thể luôn? Không biết bạn bên đó có tóc dài không? Chút xíu đi nói tóc. Tự lập được. Tự lập. Dạ. Thấy khiêng cái bao gạo là biết tự lập rồi. Thủy nè,
chị thấy em xuất hiện thì mặc áo đầm cũng rất là nữ tính, nhưng mà lại khiêng bao gạo thì chị thấy rất là men. Bây giờ tự nếu bản thân em tự nhận xét về mình thì em nghĩ mình có phải là một người nữ tính đầm thắm thùy mỹ hay là không? Khi mà một người nào đó khi mà tiếp xúc với em thì cứ hiểu lầm về cái giới tính của em. Hiểu lầm về giới tính của em, tại sao mà người ta nghĩ mình như vậy, mình không thay đổi, em vẫn thích giữ hình tượng như vậy hả? Dạ, tại vì em nghĩ là khi mà ra cuộc sống thì em thích nó cái mạnh mẽ hơn thì sẽ không bị người ta ăn hiếp. Ủa nãy bạn nói là bạn thích nữ tính đúng không? Bây giờ nghe bạn bên kia bạn thấy sợ không? Không ạ. Bên kia là nam tính quá hả? Cũng không vấn đề gì hết. Không vấn đề gì hết. Bạn nói thì ra ngoài thì bạn mới tỏ ra mạnh mẽ để người ta không ăn hiếp thôi, nhưng mà về nhà thì chắc bạn sẽ nữ tính lại. Nếu bạn là nam tính luôn thì sao? Cái đó là phải xem xét lại. Bây giờ trong cái tưởng tượng của bạn, bạn nữ bên kia là một người như thế nào? Theo nghĩ là chắc là tóc ngắn, dễ thương nhưng mà mạnh mẽ. Mạnh mẽ? Dạ. Yeah. Còn bạn tự nhận xét mình là người như thế nào? Có mạnh mẽ không? Đối với em thì lúc cần thì em mạnh, mà lúc không cần thì em yếu. Cái này được. Tức là ai nhu mình nhu, ai yếu mạnh đúng không? Thế nào bây giờ chị hỏi nè. Em bảo là em đi tìm bạn trai cho mình nhưng mà lại theo ý của ba mẹ. Bây giờ rủi như em gặp một cái người đó em thích hết trơn rồi, em cảm thấy là rung động rồi, mà bây giờ em dắt về ba mẹ em không đồng ý thì lúc đó em giải quyết làm sao? Dạ thì em á thì em là người của gia đình, bởi vậy em tôn trọng ý kiến của ba mẹ của em. Nếu như mà ba mẹ em không cho phép thì em cũng không đi, tại vì em rất là yêu thương ba mẹ của em. Rất là yêu thương. Trời, cái này rất là căng nha. Tôi xin hỏi bạn trai nè, bạn gái nói vậy bạn có lo không? Dạ không anh. Sao không lo? Tại sao không lo? Tại vì em không nghĩ là ba mẹ bạn ấy không thích em. Chứ mà bạn có tự tin là bạn sẽ chinh phục được ba mẹ bạn ấy. Giữa một cô gái rất đẹp và cô gái rất tốt, bạn sẽ chọn cô gái thế nào? Em sẽ chọn cô gái rất tốt. Rất tốt. Bạn nói vậy tôi cũng chưa chắc là bạn trung thực hay không. Có trung thực hay không hay là ngồi trên truyền hình bạn lại nói vậy? Bây giờ nói thật đi, nhìn thấy đẹp mình chọn đẹp chứ tại sao là chọn cô gái tốt? Biết đâu cô gái tốt mặt nó xấu hơn cô gái kia thì sao? Nhưng mà cái đẹp thì nó đâu có tồn tại lâu dài đâu anh. Tại già thì cũng xấu thôi chứ đâu có đẹp hoài được anh. Tôi cũng tạm tin bạn điều đó. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn xem cô gái bên kia rất đẹp hay là rất tốt. Thậm chí là có thể vừa rất đẹp vừa rất tốt luôn. Vừa đẹp vừa tốt. Có thể như vậy, chúng ta sẽ xem nha. Nào, một chút cảm nhận về người bạn của bạn. Nè, nhìn cái bao gạo nè. Bên kia khi nổi không? Đâu có nữ, đâu có nam tính đâu. Rất dễ thương. Ôi, mặc váy đẹp quá chứ hả? Tóc ngắn, mặt tròn tròn. Không sao anh, cái này em nói rồi, lát em dắt đi tẩy tắm trắng nha, đi nối tóc luôn. Không cần, như thế là xinh lắm rồi. Có điều là ba mẹ bạn ấy chọn chứ không phải bạn ấy chọn. Nó khó là chỗ đó đó bạn. Được. Được không? Thả là thấy được rồi ha. Dạ. Bây giờ tới phiên mình phải xem coi cái người bạn trai bên đó nãy giờ rất là tự tin. Những người mà làm được vừa lòng những người lớn tuổi cũng là những người rất là tự tin về bản thân của mình đây. Em phải tự tin nhìn vô mắt chị. Chị là chưa phải khó khăn bằng ba mẹ của bạn này đâu. Ba mẹ bạn này còn khó hơn nữa. Tận bao nhiêu độ? 5 độ rưỡi. Đang làm gì? Nhân viên văn phòng. Có định lấy vợ không? Chắc chắn là sẽ. Rồi được. Được, được em, được. Trời ơi, chị khó vậy mà còn được nữa là chắc là ba mẹ. Chúng ta sẽ đến với giờ khắc rất là quan trọng. 2 phút, hai bạn sẽ nhìn thẳng vào mắt nhau và quyết định có hẹn hò hay không. Nào, kéo mặt lên. Quay qua. 2 phút dành cho hai bạn, bắt đầu. Bạn có cần mình nhấc cái bao gạo đó cho bạn coi thử không? Vác lên vai, vác lên vai. Hồi nãy là người ta vác lên vai, người ta lên đây đó. Đó là câu phải nói trả lời trong ngày hôm nay. Rất là mạnh mẽ. Bạn đang rất nôn nóng để vác được bao gạo đó. Thậm chí muốn vác về nhà luôn. Rồi bây giờ chúng ta còn 1 phút nữa. Bạn có thể vác được hơn cái bao gạo đó không? Được. Vậy chừng nào rảnh phải nhớ về nhà mình vác, nhà mình nhiều lắm. Thời gian. Câu này cũng là một gợi ý mở. Bạn về ở bên nhà mình vác gạo, gạo nhiều lắm. Là đi làm rễ đó anh à. Rồi bây giờ như thường lệ chúng ta sẽ có 3 khắc để quyết định có hẹn hò với nhau hay không. Mời các bạn đặt tay phía sau lưng ghế. Và bây giờ thời khắc bắt đầu. 1 2 3 4
Chúc mừng các bạn. Tôi xin hỏi bạn nam á, lúc mà bạn nhấn nút bạn có hồi hộp là sợ bên kia bạn nữ không nhấn nút không? Dạ không. Sao vậy? Tự tin quá vậy? Dạ đúng rồi. Tự tin như vậy luôn? Đúng rồi. Bạn biết chắc là bạn nữ sẽ nhấn nút? Dạ đúng. Tại sao? Tại vì lúc nào em cũng tự tin như vậy á, mặc dù em không biết kết quả chưa. Trời đất ơi, có chuyện hoang tưởng đó ông. Còn em, tại sao em lại chọn bạn nam đó? Tại nhất được bao gạo hả? Dạ. Cái đó tiêu chuẩn rất là quan trọng, đúng không? Đó. Nếu như mà mình được cái điều đó rồi thì mình không có lo lắng về ba mẹ nữa. Đúng rồi. Dù sao thì cũng chúc hai bạn ngày hôm nay sẽ là một ngày thật đặc biệt. Mời các bạn. Kéo dài 4 năm và chia tay được nửa năm rồi. Chia tay được nửa năm? Nửa năm. 4 năm. Lý do chia tay là gì? Cái kiểu mà em đi làm thì đi sớm về khuya thì lần nào cũng đưa rước, xong rồi bắt đầu thời gian bắt đầu em đi làm suốt và giãn dần ra, không có còn quan tâm rồi. Không còn chia sẻ em như hồi trước nữa. Bắt đầu tình cảm nó nhạt dần. Càng lúc cái tình cảm nó càng phai nhạt. Dạ đúng rồi. Kết thúc. Dạ. Sau đó nửa năm là em không có người yêu. Em có ai tán tỉnh hay cưa cẩm mình không? Dạ cũng có. Nhưng mà không. Dạ. Tại vì không có yêu. Dạ. Vậy tại sao sau nửa năm em lại quyết định tham gia bạn muốn hẹn hò? Thì em nói chị đó, hồi tháng 6 thì em đi quay với anh Binh. Thì anh Binh mới hỏi em á. Xong rồi nhưng mà tại sao lại là bạn muốn hẹn hò? Bởi vì nếu mà không tới bạn muốn hẹn hò, khi mà em đi làm việc ở ví dụ ở đoàn phim đi, rất là nhiều người, có thể là gặp rất là nhiều người và mình có thể nhiều sự lựa chọn hơn. Tại vì chắc là em muốn lên sóng một lần. Dạ. Bây giờ thì... muốn lên sóng hay muốn tìm người yêu? Em muốn tìm người yêu chứ. Cũng... cái điều đó mới quan trọng ha. Dạ. Bây giờ thì chúng ta cho biết rằng một nửa yêu thương của mình đang suy nghĩ thế nào. Mời em trai giới thiệu lớn lên cho bên kia cùng nghe nha. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư xinh đẹp, chào bạn gái bên kia với toàn vị khán giả trong trường quay. Em tên là Nguyễn Văn Tin, em năm nay 33 tuổi, em hiện tại là kinh doanh thời trang. Kinh doanh thời trang? Vâng. Thời trang nam giới hay là thời trang nữ giới? Thời trang nam giới ạ. Nam giới hả? Vâng. Em kinh doanh thời trang ở đâu? Em ở Nhân Trạch, Đồng Nai. Đồng Nai. Vâng. Quê ở đâu? Em quê Hà Nội ạ. Hà Nội, rồi vào Nhân Trạch, Đồng Nai sinh sống. Vâng. Hiện nay mình sống ở Nhân Trạch, Đồng Nai với ai? Em sống một mình, em tự lập nên là có một mình đây, bố mẹ ngoài Hà Nội ạ. Một mình luôn? Vâng. Mình có nhà ở Đồng Nai chưa? Dạ, em chưa nhà nhưng mà em có đất ạ. Có đất rồi, vậy cũng tốt rồi. Đó, sơ ý lý lịch của bên đàn trai vậy đó. Dạ. Rồi, bây giờ mời bên đàn gái mình giới thiệu về bản thân. Mời dạ, em chào chị Nam Thư, em chào anh Quỳnh Linh và anh bên kia. Quý vị khán giả, chào em. Em là Kim Loan, em là 27 tuổi. Nghề nghiệp của em là make up dạo và em dạo được 8 năm hơn ở trong showbiz. Chị hèn chi. Trời ơi, mày bước lên chị thấy quen quen. Ủa sao nghề này quen quá. Ngoài make up thì em cũng là cô giáo dạy trang điểm luôn. Em dạy chuyên nghiệp và cá nhân luôn. Thì đó. Ngoài dạy thì em có buôn bán thêm mỹ phẩm. Thì trên Facebook em thì em hay make mọi người có thể lên là Facebook em là Loan Kim Nguyễn để coi những content em làm với những người trong showbiz. Thì em có cái trang page để bán mỹ phẩm luôn là X Queen Cosmetics và Korea. Yeah. Vậy em đã từng make up cho chị chưa? Dạ em từng làm cho chị rồi. Mà chắc chị không nhớ. Sao mà không nhớ được? Bởi vì chị nói ủa cái bánh bèo này quen quá. Trời ơi gặp lại người quen. Đây hôm nay có chị ở đây nha. Chà hôm nay đẩy cái xuồng này vô là em thân thiết của Thư nữa chàng. Nên chàng trai bên kia mình phải thật sự cẩn thận nha. Vâng ạ. Rồi bây giờ là Loan làm make up. Make up dạo hả? Dạ vâng. Là sao đi dạo vòng vòng xóm hay là dạo vòng vòng showbiz hả? Tại vì em làm tự do mà em cũng làm hơn 8 năm mà em làm từ lúc mà em đi phim luôn. Xong rồi em... Mọi... Tức là make up dạo nói cho vui thôi. Dạ đúng. Nhưng rồi. Tức là bạn make up rất là nhiều, ví dụ ở đoàn phim, cô dâu, tiệc cưới, event, dạ, sự rồi. Kiện, celeb, người nổi tiếng, đi đâu là bạn cũng make up hết. Nói chung là bạn cái môi trường làm việc của bạn rất là nhiều mối quan hệ rất rộng rãi đó. Vậy mà tại sao không có người yêu mà đi lên sân khấu bạn với họ? Tại vì vô tình thì em đi quay thì anh Bin anh hỏi bún bò. Tại vì em là người miền Trung thì anh Bin hay gọi em là bún bò Huế. Thì anh Bin mới hỏi là lấy chồng chưa? Tức là anh Mr. Bin, anh dạ. anh Tô Quốc Thuận đó đúng không? Dạ. Của chương trình gì anh? Vợ chồng son. Vợ thì... chồng son, dạ. MC của vợ chồng son. Dạ, suối em rồi. Tham gia bạn muốn hẹn hò. Dạ đúng rồi. Và rồi. Lý do là tại sao hôm nay em có mặt ở đây? Dạ. Rồi. Vậy thì bây giờ Loan. Dạ. Giờ kêu em là Loan hay muốn kêu em là bún bò Huế?
Cái bún bò Huế là anh Bin hay gọi cho em thôi, chứ còn tên ở nhà em hay gọi là Sì. Và mọi người, giống như mọi người mà đi làm quen thuộc quá rồi thì mọi người cũng biết tên là Sì luôn. Xíu. Sì nặng á, Sì. Có lý do sao tên Sì lạ vậy? Sì là mấy Sì á. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi, bây giờ coi như nói gặp người quen ha. Bên đây tôi cũng gặp người quen ở Nhân Trạch à. Bây giờ em hãy nói cho bên đàn gái biết những cái gọi là ưu điểm và khuyết điểm của em. Ưu điểm em thì em biết nấu ăn, biết dọn dẹp, nói chung là mọi thứ trong gia đình em đều biết sửa chữa hết. Em ham mê kinh doanh. Đam mê kinh doanh. Vâng. Em kinh doanh được bao nhiêu năm rồi? Em kinh doanh được 5 năm rồi ạ. 5 năm rồi. Vâng. Tình hình công ty phát triển bền vững không? Em thì là chủ shop quần áo, thời trang rồi, chứ em không làm công ty ạ. À. Vâng, bây tức giờ hiện nay vẫn còn nhỏ lẻ đúng không? Vâng. Mới lại đang lấn sân vào bất động sản nữa. Ồ. Vâng. Vậy là tốt rồi. Ở Nhân Trạch cũng đang nóng với tình hình bất động sản ha. Vâng. Rồi những cái khuyết điểm của em là gì? Em khuyết điểm thì hơi người hơi hơi sao? Mất tự tin đi ạ. Kinh doanh mà có gì mất tự tin mình phải bản lĩnh lên chứ. Vâng. Không. Mới lại em sống có nội tâm, không em sống trách nhiệm với gia đình. Rồi, mời đàn gái. Rồi mời Loan, em nói về ưu điểm và khuyết điểm của bản thân mình. Ưu điểm của em thì là người vui tính, hay chọc người khác cười. Và em thì thích bày biện nấu ăn. Nhưng mà nhược điểm thì super nhát dọn. Không lười dọn. Lười dọn. Vậy em yên tâm đi, anh chịu khó dọn dẹp lắm, anh gọn gàng lắm. Rồi còn ưu điểm còn lái gì nữa không? Hết rồi chị. Hết rồi hả? Vậy là em từ ngoài Huế em vào đây. Dạ không, em làm việc ở Sài Gòn mà. Em làm việc ở Sài Gòn, chị hiểu rồi. Nhưng mà tức là lúc mà từ Huế vào đây á, là em vào lâu chưa hay là... À, em vào từ hồi năm 2010 là em đi làm tới giờ luôn. Ừ. Dạ. Tức là vậy thì em hiện tại em đang ở Sài Gòn. Dạ không, em gốc thì ở Ninh Thuận. Rồi, nó hơi xa luôn rồi. Dạ, đó. Đúng rồi. Ở Ninh Thuận. Sinh ra lớn lên ở Ninh Thuận. Vậy hiện tại ở Sài Gòn em ở quận mấy? Em ở quận 5 ạ. Ở quận 5. Đàn trai ơi. Dạ, quận 5 cũng gần, giờ em hay đi lên quận 5 lấy hàng vậy ạ. Đúng rồi. An Đông Plaza hả anh? Đúng rồi em ơi, anh hay vào An Đông lấy hàng em. Em còn cái điểm yếu của bản thân nào nữa không? Ví dụ như là... Điểm yếu của em thì là não có vàng. Hay quên. Dạ đúng rồi. Rồi gì nữa? Hay quên lắm chị. Rồi có ví dụ như là giống như nghề mình đi thì sẽ đi nhiều. Dạ đúng rồi. Rồi có hay thích ngủ không? Ngủ là tắt điện thoại, ngủ là ngủ không biết trời trăng mây gió gì. Ngủ thì em hay để chế độ máy bay luôn. Ôi, giống ai nha em. Giống nghe. Anh cũng ngủ là anh để chế độ máy bay à? Dạ. Đàn trai ơi. Dạ. Vậy bây giờ mình nói về tình trường của đàn trai được không? Vâng ạ, em trải qua 2 mối tình. Mối tình gần nhất đây thì em chia tay được gần 1 năm rồi. Vì lý do bạn gái đi công tác ở bên nước ngoài. Vâng. Nên là xa mặt cách lòng nên chia tay ạ. Yêu nhau mấy năm? Em yêu nhau được gần 1 năm ạ. Gần 1 năm. Vâng. Bao lâu rồi em chưa có tình yêu mới? Gần 1 năm rồi ạ. Gần 1 năm hả? Vâng. Em đăng ký này là được 5 năm rồi. Đăng ký 5 năm rồi đó hả? Vâng. Là đăng ký từ lúc có người yêu tới khi chia tay người yêu tới xong mà chương đâu, trình đăng ký hồi đó em mới làm kinh doanh thời trang. Em mới đăng ký hồi đó năm 2014. Xong đến đợt vừa rồi năm ngoái mới chương trình mới gọi em lên phỏng vấn. Tức là đăng ký xong rồi có người yêu, rồi chia tay người yêu xong rồi mới được có người yêu nữa. Đấy, bởi vì có những người đăng ký, chúng tôi chưa tìm ra được người phù hợp. Và hôm nay là như là em có duyên đó ha. Vâng. Em cũng mong sao hôm nay chương trình sẽ duyên cho em để em rước. Hy vọng chúng tôi đã xem hồ sơ rất phù hợp rồi. Vâng. Quan trọng là hai bạn có rung động hay không thôi. Vâng. Rồi bây giờ còn bên đàn gái. Mình có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua một mối tình. Mối tình của em thì kéo dài 4 năm. Và chia tay được nửa năm rồi. Chia tay được nửa năm? Nửa năm. 4 năm. Dạ. Lý do chia tay là gì? Cái kiểu mà em đi làm thì đi sớm về khuya thì lần nào cũng đưa rước. Xong rồi bắt đầu thời gian bắt đầu em đi làm suốt rồi giãn dần ra. Không còn quan tâm rồi không còn chia sẻ em như hồi trước nữa. Bắt đầu tình cảm nó nhạt. Càng lúc cái
cái tình cảm nó càng càng phai nhạt. Dạ, chúng ta rồi. Kết thúc. Dạ. Và sau đó nửa năm là em không có người yêu. Em có ai tán tỉnh hay cưa cẩm anh không? Dạ cũng có. Nhưng mà không. Dạ. Tại vì không có yêu. Dạ. Vì tại sao sau nửa năm em lại quyết định tham gia bạn muốn hẹn hò? Thì em nói chị đó, hồi tháng 6 thì em đi quay với anh Binh. Thì anh Binh mới hỏi em á. Xong rồi nhưng mà tại sao lại là bạn muốn hẹn hò? Bởi vì nếu mà không tới bạn muốn hẹn hò, khi mà em đi làm việc ở ví dụ ở đoàn phim đi, rất là nhiều người, có thể là gặp rất là nhiều người mà mình có thể nhiều sự lựa chọn hơn. Tại vì chắc là em muốn lên sóng một lần. Dạ. Bây giờ thì... muốn lên sóng hay muốn tìm người yêu? À, em muốn tìm người yêu chứ. Cũng cái điều đó mới quan trọng ha. Dạ. Bây giờ thì chúng ta cho biết rằng một nửa yêu thương của mình đang suy nghĩ thế nào. Mời em trai. Em thì trước khi lên đây em hồi hộp từ tối hôm qua, em có tò mò không biết là mẫu người yêu mình như nào, người xinh đẹp hay là như thế nào, giỏi giang hay như nào, em hồi hộp suốt. Nhưng mà em có hình dung rằng cái người ngày hôm nay có duyên ngồi bên kia là người như thế nào không? Em nghĩ là người dòng dòng cao, dễ nhìn. Dễ nhìn. Vâng. Cao khoảng mét mấy? Em nghĩ là mét sáu. Tóc màu gì? Tóc tai thì em không nghĩ đến, em không quan trọng ạ. Vâng. Tóc cô mái cấp chắc nhiều màu. Vâng. Dạ đúng. Màu rất sáng. Vâng. Rồi theo quan điểm của em á, là người yêu của em phải là một mẫu người như thế nào? Em thì không cầu kỳ lắm. Em quan điểm của em là cái nhất là hai người thương yêu nhau, chia sẻ tình cảm. Cái nhất là cái thứ hai là phải có hiếu với cha mẹ. Có hiếu cha mẹ. Vâng. Ai cũng có hiếu cha mẹ chứ, đừng có lo. Đó. Bên đây có mẫu hình lý tưởng như vậy, bên đàn gái có đáp ứng được nhu cầu được không? Em thì có hiếu á. Anh thì có hiếu với cha mẹ lắm. Ai cũng có hiếu cha mẹ hết trơn á. Cái tiêu chuẩn này đơn giản lắm. Loan, bây giờ em nói là về cái mẫu người lý tưởng mà em mong muốn đi. Mẫu người lý tưởng của em thì em cũng không yêu cầu cao. Thì cái người đó phải thông cảm, chia sẻ được cái công việc của em. Thì chị cũng biết rồi, đi quay mà. Thì nhiều khi mình có thể đi sớm thiệt là sớm và về trễ thiệt là trễ. Nhưng mà có nhiều ngày thì mình cũng nhận mấy cái job á, thì mình có thể đi liên tục vài ba ngày liền. Và đặc biệt là không gia trưởng. Em không thích tính gia trưởng. Gia trưởng anh, không gia trưởng em ơi. Còn gì nữa thôi? Không hút thuốc. Nhậu thì... Không. Không nhậu luôn. Không. Nhậu không luôn. Ngon rồi, còn gì nữa không? Nhậu thì có, thì cũng có được. Nhưng mà tùy trường hợp để mình nhậu thôi. Chứ không anh phải là... Anh đi vui vẻ lắm thì anh uống một lon là rất say rồi. Dạ. Rồi em có thích hot boy đẹp trai, kiểu style đẹp trai, xoái ca, sơ mi trắng gì không? Dạ có chứ chị, trời ơi. Nói chung là cái mẫu người của em là nhìn vô là cũng được, được. Trai thì một lần mình cãi nhau, mình nhìn người yêu mình đẹp trai quá, được trai quá rồi mình không muốn cãi nữa rồi đó. Em có ghen không em ơi? Lý do thích đẹp trai đơn giản ha, dù cái lộn mặt đẹp trai. Đẹp trai là ghen em. Dạ đúng rồi. Nhiều khi cũng tội nghiệp người xấu ha, cãi nhau nhìn xấu quá cãi hoài hả? Rồi bây giờ anh sẽ qua gặp cô gái. Chào em. Anh cũng hoạt động trong nghệ thuật cũng mấy chục năm rồi chứ. Em cũng có làm cho anh mà chắc anh không nhớ. Tại vì lâu rồi, 6 năm trước rồi anh. Bây giờ cái mẫu hình lý tưởng em tưởng tượng ra trong trong cái chim giấc chim bao của em là người thế nào? Cái mẫu người chiều cao. Chiều cao thì em hy vọng là trên 1m7. Trên 1m7? Dạ. Thừa đấy mà. Thừa. Thường make up hay quen đạo diễn lắm á. Đạo diễn thì em cũng biết nhiều nhưng mà em không có quen. Vậy khó đạo, đạo diễn rồi. Phó đi. Có không? Phó đạo diễn em cũng biết nhiều nhưng mà em không có quen. Trợ lý đạo diễn. Dạ cũng có luôn. Có quen không? Có quen ai trong nghề chưa? Cái này chị hỏi thẳng thắn. Dạ cái người mà đầu tiên với em là người trong nghề nhưng mà bữa nay anh hết làm nghề luôn mà. À vậy chắc chị cũng biết rồi đúng không? Dạ không. Chắc chị chưa quay với ảnh đâu. Quen sao mà đang quen người ta xong rồi người ta bỏ nghề luôn rồi. Sao em chắc là cấm được nghề á đúng không? Tại vì chắc hết duyên với nghề nhưng mà thật sự ra là cái người đó vẫn đam mê với cái nghề. Thôi giờ vậy nè, thật sự em cũng là người trong giới showbiz thôi, không có xa lạ gì tới anh cả. Dạ. Thì anh muốn
là phải tìm cho một cái người nào mà đồng điệu với em. Dạ. Thì cái hồ sơ tụi anh so lại gần như là những cái gì thích và không thích nó hợp với nhau lắm luôn á. Dạ. Cái quan trọng là hai người gặp gỡ nhau thôi. Dạ. Thôi bây giờ thì anh thấy cô gái bên kia cũng xinh đẹp. Dạ. Ha, make up mà. Dạ, dạ. Em em cũng tưởng tượng rồi. Tưởng tượng đi em. Dạ. Cô đấy làm nghề make up luôn luôn làm cho người khác đẹp đấy. À, chào anh. Dạ. Ngồi xuống không lộ hết, ngồi xuống không lộ hết. Dạ. Anh không thích mẫu người phụ nữ như thế nào? Xe xua quá, với lại chơi bời em không thích. Tại vì em thích người phụ nữ gia đình một chút, hiện đại một chút. Dạ. Tức là nếu mà ra đường thì hiện đại, nhưng về nhà thì phải gia đình truyền thống. Vâng, đúng không? Vâng. Tại vì em sống độc thân một mình nên là em muốn sao mà người phụ nữ phải sống tình cảm, hiểu nhau, chia sẻ cho nhau những cái cuộc sống vợ chồng. Chắc là trước giờ anh chưa quen ai mà làm việc trong showbiz đâu ha? Vâng, em chưa quen ai ạ. Rồi, bây giờ Thư sẽ nói sơ về cái tình hình. Vâng. Để anh hiểu. Bạn Loan đây làm make up. Vâng. Thì công việc của make up lúc nào cũng theo sát đoàn phim hoặc là theo sát game như vậy. Đi thì đi rất là sớm, mà về thì về rất là trễ. Có thể đi từ lúc 3-4 giờ tối về khoảng 12 giờ, 11-12 giờ đêm. Có thể 1-2 giờ sáng về tắm rửa ngủ nghỉ 1-2 tiếng, lại quay trở lại phim trường để có thể tiếp tục làm việc. Tức là không phải là như vậy liên tục trong một tháng, nhưng ít nhất một tháng có thể đi trên 15 ngày. Không có đâu em. Có khi đi 3 tháng liên tục đó em. Trời, đó là chưa tính đi phim nha. Đi phim mà đi vô rừng, vô rú. Tất cả mọi người coi trên trên phim, ví dụ như những cái phim mà nó, ví dụ hồi xưa mình coi Người Bất Tử ra đi, tức là vô rừng, vô rú, tất cả ekip gần cả 100 con người phải vô một cái hang động, một cái đảo. Tức là máy móc đi tới đâu là con người đi tới đó. Nó rất 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 là cực, chịu sức, tức là thôi nói vậy thôi chứ nghệ sĩ sức trâu sức bò lắm thiệt. Nói vậy để em hiểu là cái cô gái bên kia thực chất cũng không có thời gian để quen người yêu đâu. Vâng. Không có thời gian để ăn chơi, không có thời gian gì hết trơn á. Thì suốt ngày em đi làm việc cũng thôi. Không có thời gian. Thế em ở đây sống đây một mình nên là kinh doanh nên là cũng hơi vất vả. Nên là em mong muốn sao em thì em hiểu công việc, nhưng mà em mong muốn sao người phụ nữ là biết phải chăm lo gia đình một chút. Em cần nhất là cái tình cảm thôi. Chia sẻ nhau. Nhưng mà tại vì đó là cái công việc, khi nào có việc mới đi. Vâng. Còn công việc cụ thể của Loan nữa cũng là make up, có thể là make up tại nhà, make up event, make up cô dâu, tùy sự lựa chọn cái, bản thân mình. Cái thôi. Đó thì nếu mà bạn gái bên kia mà không làm xuất binh nữa thì về làm make up ở nhà được. Em sẵn sàng em mở showroom cho. Trời ơi. Vâng. Sao em thấy sao Loan? Được đó. Thôi đừng đi phim nữa em cực quá, chị thấy là cực. Thôi được rồi, được rồi, đừng đi phim nữa. Cực lắm. Bây giờ là anh thấy bên đây cũng gọi là có cơ sở để có, lấy vợ rồi, có thể lo cho vợ được rồi, có cơ sở đó, coi như là có thể giúp vợ mở showroom luôn. Và cũng hai người bây giờ trò chuyện anh thấy nó cũng tương ứng với nhau, cũng làm nghệ thuật đó. Bên đây cũng kinh doanh về nghệ thuật, thời trang là cũng là nghệ thuật. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân cái đi rồi cho gặp mặt luôn ha. Dạ. Loan đi với ai Loan? Dạ em đi với chị gái và em gái ạ. Chị gái và em gái là chị ruột hả? Dạ đúng rồi ạ. Dạ rồi, xin chào chị gái và em gái của Loan. Mình thấy sao? Thấy bên kia sao? Dạ thì em thấy bạn nam này thì cũng là cởi mở, nói chuyện cũng dễ gần. Và để có hai người có thể có mặt tại buổi quay ngày hôm nay thì em nghĩ đó là cũng là một cái duyên rồi. Cho nên có thể là bấm nút hay không thì em vẫn tôn trọng ý định quyết định của con bé. Dạ. Bé ơi, nghe người nhà nói rồi ha. Rồi, cảm ơn người nhà của Loan. Xin mời người nhà của đàn trai ạ. Em đi với ai em trai? Em đi với hai anh họ, mới lại bốn người bạn với một đứa cháu. Rồi, mời anh họ. Em xin chào MC Quyền Linh. Em xin chào MC Minh Thư. Xin chào khán giả trong trường quay. Mình là anh trai của Tin. Nói chung là nói với Tin là bạn gái bên này nhìn rất là dễ thương. Mình là mình chấm rồi đấy. Nói chung là nhìn thì hiện vừa hiện đại vừa pha truyền thống, nên là hợp với ý của Tin. Thì mong sao chương trình này thì hai người tạo cho nhau cơ hội để bấm nút để hẹn hò. Chưa nhìn hai người thấy hợp nhau lắm. Rồi, cảm ơn em trai. Bây giờ chúng ta bắt đầu mở rào. Thank you.
Bắt đầu đi em. Sao em? Một cái ghế này xoay không được. Xoay đi cưng, xoay được. Gần lần gặp đầu tiên anh có bó hoa tặng em. Dạ rồi, cảm ơn anh. Em cũng có món quà. Tại vì mấy hôm nay em bệnh cho nên em viết vội cái dòng thư cho anh. Rồi mình có thể đọc vào bức thư đó được không Loan? Có bao giờ. Đọc đi em. Trong cuộc sống này sẽ luôn có một ai đó ở một nơi nào đó đã được ông trời để dành riêng cho bạn. Để dành 6 năm rồi đó. Sau lần gặp đầu tiên này thì em nghĩ anh như thế nào? Anh cũng không nói về tính cách thôi. Tại vì em mới nhìn lên... có gì không? Nhìn anh sáng sủa, được trai. Còn anh thấy em xinh xắn, dễ thương. Ủa? Thế em quan niệm nào về tình yêu, về gia đình? Quan niệm về tình yêu gia đình thì người cái người yêu mình nhường và người chồng cũng phải biết nhường. Cái đó thì anh hiểu. Dạ. Anh thì lúc nào cũng tôn trọng phụ nữ. Dạ. Anh lúc nào phụ nữ là hàng đầu. Chứ dạ. Anh không đấy, không nóng tính hay gì, nói gì gắt ghen với phụ nữ. Dạ. Anh hỏi một chút này, thế ví dụ mà bây giờ hai đứa mà đến nhau ấy, sau này mà có kết hôn ấy, thì em có nghỉ được cái nghề ấy này không? Anh có nuôi được em không? Em mới nghỉ cái, chứ. Cái đó thì anh đảm bảo anh sẽ nuôi được, 100% anh nuôi được. Em thích làm kinh doanh, làm cái gì anh cũng làm được cho em. Vậy anh thì... có khả năng làm được. Dạ. Không phải nghỉ, mà có thể di chuyển cái nghề của em về Nhân Trạch. Anh mở cái showroom chứ không phải là nghỉ. Nói nghỉ thì cũng được, bởi vì cái nghề của người ta đôi khi người ta đam mê không, ta làm. Không phải là em là muốn là về sau này về hai đứa ở gần với nhau ấy, chứ em muốn là kiểu là mỗi người đi một nơi ấy. Không, tức là về đó mở showroom tại nhà thì làm tay. Mở showroom nhà ấy, chứ em không muốn là kiểu đi người đi thì chỉ cần này, không đi phim nữa là được. Mình thấy người yêu của mình đi vất vả lắm em. Tại vì em là ở đây sống có một mình. Ba mẹ thì ngoài quê, cứ một năm hè ba mẹ vào một lần chơi thôi. Còn em ở đây sống độc thân, tự lập một mình. Yeah. Mọi thứ em lo hết. Mọi thứ anh lo hết nên là cần một người phụ nữ phải... Cái nhất thương yêu, cái thứ hai là tình cảm, yêu thương nhau, chia sẻ cuộc sống với nhau. Yeah. Sở thích như thế nào? Hai người có thể trao đổi với nhau đi. Em thích đi du lịch không? Có, em anh rất thích. Rất là thích. Anh thích du lịch, nếu mà có cơ hội ấy, anh đang dự định Tết này là anh muốn là nếu mà chúng ta được đến nhau ấy thì anh sẽ đưa em đi du lịch. Em thích đi đâu anh cũng đưa đi à? Dạ vâng ạ. Nhà em ở, cho anh hỏi, nhà em ở gần ở quận 5 à? Dạ vâng. Anh thì hay lên An Đông lấy hàng. Dạ. Là anh lúc nào nếu mà có rảnh thì anh lên trước thì anh điện alo cho em trước ra anh ạ. Dạ vâng ạ. Trời ơi, cái gì vậy Loan? Đi phim nói em sao quá chị ơi. Cho anh hỏi thế, hẹn hò thì em muốn như thế nào? Em muốn một tuần gặp mấy buổi hay là một tháng gặp mấy buổi hả? Tại vì cái ngày mà em rảnh thì nó không biết trước được, tại vì em làm tự do mà. So thì có thể là hôm nay em không có nhưng mà ngày mai có, ngày mốt có. Thì hẹn thì em hy vọng là em có thể lên Sài Gòn, mình có thể gặp gỡ và hẹn hò nhau. Anh thì nếu mà có cái gì đó ấy, thì anh bất chấp hết à? Wow. Vậy em có cái gì đó để anh bất chấp chưa ạ? Nói chung á là cái nghề của cô ấy á nó không có giờ giấc. Đôi khi thí dụ em lên mà không có cô ấy nhà có thể tới đoàn làm phim. Quay ở đoàn làm phim, bởi vì làm phim nó sẽ đi có khi quay vòng vòng phố cũng không biết ở chỗ nào mà cũng biết mấy giờ về chứ. Là nghệ sĩ không có giờ về. Chỉ cái có giờ đi hiểu. Thôi. Thành ra nó khó cái đó đó. Nhưng mà khi mà đã yêu nhau rồi, chấp nhận rồi, mà nếu mà đi đến cái chuyện xa hơn kết hôn thì
cô ấy có thể về nhà để làm showroom được chứ bây giờ thì khó. Vâng. Đó, nói vậy cho em hiểu. Chứ không phải là... Không, cái này em cũng hiểu mà em đi xem nhiều rồi, nên là em cũng hiểu. Em thì rất là thông cảm, tại vì em đi xem nhiều rồi nên em biết. Đúng rồi, vất vả lắm. Vâng. Nếu như hai người lấy nhau thì cái gọi là cái phát triển kinh tế thì chắc là em sẽ mở một showroom đúng không? Vâng. Em sẽ đưa cô ấy về Nhân Trạch đúng không? Có đất rồi, mình sẽ xây nhà tình yêu đó. Vâng. Đúng không? Rồi quan điểm về con trai hay con gái gì đi? Em thì em thích con trai hay con gái? Em thì con trai gái gì cũng được. Con cái thì trời cho mà. Anh thì thích con gái nhiều hơn là con trai. Sao vậy? Tại muốn cưng chiều con gái, con gái thì cưng chiều. Gái dễ thương lắm ơi. Anh thích con hai gái hơn. Hai đứa còn dễ thương hơn nữa. Như anh Quyền Linh ấy là rồi. Loan. Dạ. Em hãy bày tỏ cảm xúc của mình đi. Nãy giờ nghe anh nói tất cả mọi thứ về tương lai, về những cái sở thích của em. Yeah. Về những cái gì mà anh có thể gọi là làm đến cho em, cho em những cái niềm vui. Em cảm nhận thế nào về người đàn ông đối diện này? Nói chung là người đàn ông, nếu như lời anh nói và cái điều mà anh thực hiện sau này thì anh là cái người mà mẫu bạn trai lý tưởng của em. Anh nói là anh làm được chứ anh không nói để không. Em thì cái người em là cái muốn là cái người là phải hành động chứ đừng lời nói thôi. Với kinh nghiệm của anh đó, đây là những lời nói chân thành đấy. Anh thấy đây là một con người chứ gọi là rất là thật của mình đó. Anh tin điều đó. Còn cái chuyện cảm xúc như thế nào là chuyện của hai người. Em có thể gửi tặng một bài hát nào đó, một bài thơ nào đó để chúng ta có thêm một cảm xúc rồi mình tiến hành bấm nút thôi. Em thì cũng không hát hay thôi, em hát một đoạn tặng bạn gái với lại tặng anh chị MC với lại mọi người khán giả. Em hát bài Nếu Là Anh của Thế Men. Nếu là anh thì anh sẽ dành yêu thương. Hồi hộp quá. Nếu là anh thì anh sẽ dành yêu thương, dành cho em ngày hạnh phúc. Nếu là anh thì anh sẽ... Quên lời, hồi hộp quá, quên lời. Hồi hộp quá, hồi hộp quá. Đẹp. Hôm nay em đã có một bó hoa rất là đẹp, rất là tinh tế luôn. Một người đàn ông anh nghĩ rằng cũng rất là bản lĩnh và có kinh nghiệm sống, có những sự trải nghiệm cũng già dặn trong cuộc sống. Đây là cơ hội để cho hai người có thể mở lòng mình ra để tiếp nhận những cái tình yêu. Quan trọng là kiểm tra là con tim của mình nha, có rung động hay không. Quyền bấm nút do các bạn. Mình không thích, không rung động, đừng bấm. Chúng ta không bấm vì một điều gì cả nha. Nếu mà chúng ta bấm vì một điều gì cả, chúng ta sẽ làm mất cơ hội của đối phương mình. Bởi vì ở trên sóng truyền hình, bao giờ cũng vậy, một cặp đôi lên có hàng chục triệu người, vài chục triệu người theo dõi, và họ có thể bấm nút cho người nào mình thích. Còn nếu như mình không thích, mình bấm đại, thì mình vô tình làm mất cơ hội và mất cái duyên cho một người nào đó. Thành ra ở đây, chúng tôi luôn luôn muốn nhắc lại các bạn là hãy bấm bằng cả trái tim của mình, đừng bấm vì điều gì cả. Thích thì bấm, rung động thì bấm, không rung động, không bấm, không sao cả. Rồi, bây giờ mình có 30 giây nhắm mắt lại. Kiểm tra con tim mình nha. Đâu chị? Loan cũng đã sống trong giới nghệ thuật cũng lâu rồi, cảm xúc của mình sẽ rất rõ. Rồi, lắng nghe con tim và tự cho mình câu trả lời nha. Đừng làm mất cơ hội của người khác các bạn nhé. Các bạn sẵn sàng chưa? Rung động chúng ta hãy bấm. Hãy cho chúng tôi biết trái tim của các bạn có thật sự rung động hay không. 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng em. Nắm tay nhau nào. Bấm nút là trao duyên. Trời đi ơi. Mà trao duyên đi là khó lấy lại lắm nha. Anh thấy là hai người rất là hợp nhau đấy. Từ quần áo, về những cái phong cách cũng hợp.
anh biết rằng trong Loan vẫn còn một chút đắn đo nào đó, vẫn còn một chút băn khoăn nào đó, nhưng mà em đã bấm nút. Cảm ơn vì điều đó. Bên đàn trai anh luôn bảo vệ đàn trai, đơn giản như thế thôi. Anh nghĩ rằng là trong tình yêu, nếu mình có cơ hội, chúng ta hãy mở lòng ra, phải tạo điều kiện để chúng ta đến với một cái tình yêu đích thực của nó. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được tiếng nói chung và sớm sẽ nấu cơm chung một nồi. Vâng, em cũng hy vọng vậy. Hy vọng như thế. Bây giờ nè, có chị của Loan đó, mình nói gì đi. Em hôm nay hai đứa em cũng đến đây cũng làm cái duyên. Hai đứa em xin chị cho hai đứa em tìm hiểu nhau đến sau này về chung một nhà. Em xin hứa là em sẽ bảo vệ Loan và che chở cho Loan. Em xin phép chị cho em hôn Loan. Rất nhanh gọn lẹ. Cảm ơn các bạn. Đấy. Tình yêu đôi khi nó bất ngờ như thế. Hung chưa có trúng mặt. Trúng rồi em. Không có trúng. Nếu như thế em bấm nút không. Em không bấm nút vì cái trái tim của mình. Ở đây cái nụ hôn ở trên chương trình Bạn Mới Hò nó có gần cả chục năm rồi. Em xem nhiều lắm vậy. Đúng rồi. Chúng ta bấm nút bằng trái tim thì một nụ hôn nó rất đơn giản. Thấy chưa? Chú với chú còn nói hôn phải hôn thiệt á chú ha. Chú mà hôn cô là chú hôn tới luôn á. Ai nói gì nói, những giây phút trên sân khấu là thật đấy nhá. Vâng. Hãy trân trọng sự thật đó, hãy bồi đắp cho sự thật đó. Vâng. Và hãy tôn trọng nhịp tim của mình, những gì mình đã thể hiện trên sân khấu. Chúc các bạn sẽ có hạnh phúc. Vâng. Và bây giờ chúng ta sẽ nhận những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 lý chúng ta. Một cặp gối cho của nệm, một cặp gối của cao su Vinalatex. Còn một cái phiếu giảm giá 50% dành cho các bạn. Cảm ơn. Và tiếp theo đây xin gửi tặng các bạn là máy nước nóng Centong nhập khẩu 100% từ Malaysia và bình nước nóng Alatic Pháp nhập khẩu từ Thái Lan. Đây, đổi mới và bảo hành trong năm đầu. Tổng giá trị giải thưởng là 7 triệu đồng. Đây, gửi tặng đến các bạn. Cẩn thận nha. Một phần quà của Việt Nam Cacao mập mùa đất dành cho tình yêu của các bạn. Và đây là một phần quà đến từ công ty mỹ phẩm Đăng Dương, phân sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Còn tay không Loan? Dạ hết tay rồi chị. Hết tay rồi. Bạn Nam còn tay không? Đây đó. Xin gửi tặng đến các bạn. Và đây nữa là một phần quà đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Một chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng. Chiếc TV này sẽ nằm trong nhà các bạn nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Xin chúc mừng. Em cảm ơn chương trình ạ. Cảm ơn chị ạ. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Đang em đi trước đi sĩ.